Ngày 15 tháng 11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc tổ chức hợp mặt kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2024. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Châu Đốc Cao Xuân Bá. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại quá trình 94 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, phát huy tinh thần của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước. Mặt trận tổ quốc các cấp trong thành phố tuyên truyền vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, mặt trận phối hợp chính quyền chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2024, mặt trận các cấp trong thành phố Châu Đốc đã vận động cất mới hơn 70 căn nhà đại đoàn kết, trao hơn 9.000 phần quà, tặng hộ khó khăn, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng khác, hỗ trợ học sinh khó khăn gần 1.500 lượt với tổng số tiền trị giá trên gần 9 tỷ đồng thực hiện các công trình an sinh xã hội trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Dịp này, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc đã phát động kêu gọi vận động các mạnh thường quân trong và ngoài thành phố cùng chung tay hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo chăm lo Tết Ất Tỵ năm 2025. Dịp này, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Châu Đốc đã tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài thành phố cho tháng cao điểm quỹ vì người nghèo Tết Ất Tỵ năm 2025 được số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Đồng thời, Quỹ ban Mặt trận thành phố cũng đã trao tặng 52 phần quà cho trưởng ban công tác mặt trận các khóm ấp.